nha, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mân. Dạo này mình thấy là các bạn hình như là các bạn thích mình nghe mình ngồi kể chuyện những cái câu chuyện là đời thường ở Hàn Quốc hơn. Cho nên là mình sẽ kể cho các bạn nghe thật là nhiều những câu chuyện khi mình sống và mình học tập ở đây á, nó xảy ra với mình hoặc là với bạn mình hay là với những người xung quanh mình á, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe hết. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay thì cũng là một câu chuyện rất là vui và rất là thú vị đó nha các bạn. Thì trước khi mà mình kể chuyện thì mình cũng có một số tâm sự nhỏ, đó là khi mà mình sống ở Hàn Quốc và mình đi học ở Hàn Quốc á, thì có những cái điều mình rất là thích hơn ở Việt Nam, đó chính là mình cầm điện thoại, mình bấm điện thoại ở ngoài đường nha các bạn. Không bao giờ mình phải ngồi mình lo, kiểu như là lo sợ là chết mẹ rồi, mình đang bấm mình chết mẹ rồi, đưa đi qua giật điện thoại hay cái sao. Rồi xong, thôi đi ngoài đường đừng có bấm điện thoại, người ta giật điện thoại là chết. Sợ lắm, nhưng mà khi mà các bạn qua Hàn Quốc các bạn không bao giờ các bạn phải lo về cái vấn đề mà các bạn đi ngoài đường các bạn bị người ta giật điện thoại đâu. Bởi vì mình là một cái con người bị giật điện thoại cũng ít nhất một hai lần rồi, cho nên mình rất là sợ. Nên là khi mà Quỳnh qua Hàn Quốc mình rất rất thích cái điểm đó. Và cũng có một số trường hợp mình thích, như là mình bị mất đồ hoặc là mất tiền ấy, thì thường sẽ có một trường hợp, nhiều trường hợp là mình sẽ được người ta trả lại, hoặc là ra đồn công an khai báo xong rồi có nhiều khi người ta nhặt đồ người ta trả lại cho các bạn. Thì kiểu như là các bạn không cần phải lo về cái vấn đề mà an ninh hay luật pháp hay là những cái tội phạm này, bên Hàn Quốc thường nó rất là ít. Nhưng mà cũng có thì vẫn có đó các bạn, nhưng mà mỗi khi có thì nó sẽ lên báo ngay lập tức, bởi vì bên Hàn Quốc rất là ít những trường hợp như vậy. Nhưng mà các bạn nói là tại sao bên Hàn Quốc người ta lại kiểu như là không có nhiều tội phạm hay không có nhiều ăn trộm rồi ăn trộm cướp hay là kiểu như là nhiều người mà người ta vi phạm pháp luật như vậy ấy? Thì các bạn nói là tại nước người ta giàu rồi nên là cái tính con người ta không cần phải làm như vậy nữa. Thì điều đó hoàn toàn sai. Thật sự theo mình thấy đấy, nước Hàn Quốc người ta phát triển và nhân dân người ta lại tôn trọng pháp luật và người ta lại rất là sợ kiểu như là phạm pháp như vậy đấy. Tại vì sao? Quan trọng nhất mà cái điều phát triển nhất hơn ở Hàn Quốc, hơn Việt Nam mình, đó chính là luật pháp các bạn. Luật pháp đây rất là nghiêm minh, đặc biệt là công an ở đây nha các bạn nha. Nếu các bạn phạm tội đấy thì các bạn sẽ phải bị xử theo đúng pháp luật nha các bạn nha. Còn không như ở Việt Nam mình, nếu ở Việt Nam mình đó thì mình nói thực sự là mình có sao mình nói vậy thôi. Thì ở Việt Nam mình nếu các bạn có tiền đó thì các bạn nhà giàu mới ra bạn trốn tội được, chứ mà khi mà ở Hàn Quốc thì mặc dù bạn mà đã bị có bằng chứng đủ rồi là các bạn chắc chắn là phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và đặc biệt mình rất thích một cái ở Hàn Quốc, đó chính là CCTV. Bởi vì cái CCTV này nghĩa là cái hệ thống mà người ta giám sát ở ngoài đường các bạn. Khi mà các bạn mà thực hiện những các hành vi nào mà vi phạm pháp luật á, thì cái này sẽ đều ghi lại. Thế là hôm đó mình sẽ bắt đầu vô kể cho bạn nghe một câu chuyện rất là vui như thế này. Không phải là chuyện vui nhưng mà đây là câu chuyện các bạn nên nghe. Đó là một ngày kia mình làm ở văn phòng thì có nhiều bạn hỏi là anh ơi sao em mấy cô cứ gọi anh, hay là anh có biết nhiều chuyện quá vậy. Thì mình đang làm ở văn phòng của trường mình thì có một cái thằng lên nhắn tin kêu anh ơi em bị mất mất đồ rồi, em mất cái bóp cho nên là anh giúp em đi ra cái chỗ mà cái chỗ mà gọi là cái bến xe đó các bạn, em bị mất ngay chỗ đó cho nên anh ra đó anh kiếm anh xem cái CCTV với em đi. Thì các bạn cũng biết rồi đó, muốn xem CCTV ở Hàn Quốc thì không phải dễ đâu, các bạn phải có gọi là có cái giấy phép của cảnh sát đồ này nọ thì các bạn mới xét được cái xem CCTV. Nhưng mà cái thằng bé lại nói kiểu như là anh ra anh xem đi, kiểu như đơn giản là mình kêu thằng này khi nào mày điên là nghĩ sao mà mày xem CCTV người ta một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng mà cũng hên là cái hôm đó mình với nó đi ra đó, xong nó kêu là em bị mất bóp lúc em đang ngồi chờ ở trong bến xe đó. Mình cứ nghĩ là nó chỉ bị mất kiểu như là nó đánh rơi hoặc là bị rớt chỗ nào đó xong rồi nó kiếm lại không được kiểu như vậy đó. Thì mình kêu mày mất rồi thì bây giờ ngồi phải ra đồn công an báo là em bị mất đồ rồi, có gì người ta đem lại cho coi. Xong nó ngồi kêu là không, bây giờ em muốn ra xem CCTV để em kiểm tra xem như thế nào. Thì mình kêu cũng rất là khó đó, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chịu đi với nó ra cái chỗ mà xét CCTV. Thì trên cái lúc mà mình đi mình kiếm cái văn phòng của cái bến xe đó thì vô duyên, phải là vô duyên mà là vô tình gặp cái ông chú, gọi là ông chú kiểu như là cái bộ trưởng trưởng phòng của cái đội ngũ bảo vệ đó. Thì chú đó nhìn mình nói chuyện xong rồi nhìn thằng kế bên đi chung kêu người Việt Nam phải không, xong kêu dạ rồi sao chú biết, xong kêu trời ơi, tôi ở Việt Nam mấy năm rồi, chú ở Việt Nam mấy năm rồi, xong rồi kêu ôi ghê kiểu vậy. Xong rồi mình mới đi vô chú đó, xong chú đó mới kêu là thằng bé này nó bị mất đồ cho nên là kiếm coi CCTV cho nó luôn đi. Cũng hên là chú đó chú tốt quá, chứ mọi khi mà các bạn muốn kiểm tra CCTV các bạn phải kêu công an vào trước thì người ta mới cho kiểm CCTV được. Thì mình với thằng này với cái ông chú mà gọi là xem CCTV đó các bạn, mình xem một hồi mình cứ nghĩ là ơ cái thằng này chắc lại dục linh tinh đâu xong bị rớt ở đó xong rồi bây giờ chạy ra chỗ đó kiếm lại coi có còn ở chỗ đó hay không, hay là
kiểu như là người ta đi ngang, người ta lụm được xong chắc người ta đem bỏ lên cho cảnh sát rồi thì cũng nên. Thế là hôm đó mình xem lại CCTV cái chỗ mà nó đang ngồi chờ chờ xe đó các bạn, thì ảnh mới ngồi như thế này nè, ảnh bấm điện thoại. Thì các bạn biết cái chân rồi nè các bạn, cái chân thì mình thằng ảnh này ngồi khép mấy chân hai bên như thế này, ảnh kẹp cái bóp ngay ở giữa đó các bạn. Cái chỗ này mình không quay được nhưng mà các bạn phải hình dung nha, cái bóp của ảnh để cái chỗ giữa này, ảnh bấm điện thoại một hồi xong ảnh mới đổi kiểu dáng, tạo dáng các bạn, đổi kiểu dáng mà thời trang hơn đó các bạn. Ảnh banh cái háng ra như vậy nè, thì vô tình khúc đó lại cái lỗ hổng của cái hai cái chân các bạn thì nó lọt cái bóp xuống, thì anh lại không biết, anh lại bấm điện thoại. Đó là lý do nha các bạn nha, đi ra ngoài đường hay đi đâu đừng có mà tập trung vào cái điện thoại dữ quá, làm như vậy thì các bạn rất là có nhiều cái vấn đề xảy ra mà các bạn chẳng biết. Ví dụ như cái thằng này nè, thấy chưa, nó bị rớt cái bóp xuống nó lại quên mất tiêu đấy. Thì ba người mới nhìn xong cái à rồi xong mày banh háng ra như vậy nghĩa là mày bị rớt cái bóp rồi. Xong rồi mình với chú bảo vệ với thằng đó mới coi tiếp, xong coi một hồi mới thấy thằng này đứng lên, nó kêu nó bóp mình, nó kêu ủa cái bóp đó mất tiêu rồi. Ngay cái lúc đó thì mọi người mới nghĩ là ủa cái bóp nó nằm ở dưới mà tại sao thằng này lại kiếm không thấy cái bóp đâu hết á. Trời ơi, ai cũng kiểu như là kỳ lạ quá, lạ lùng quá, cái bóp đang ở đây mà sao nó kiếm không được. Xong mới tua lại một chút xíu nữa, lúc này thì mới thấy có một người bà già, không phải bà già mà là một người phụ nữ cỡ bốn mấy năm mấy tuổi đó các bạn, mà là người Hàn nha các bạn nha, mặc đồ bình thường đi ngang qua cái chỗ này, đi ngang qua chỗ thằng bé thì vô tình bà liếc mắt cái bà này ghê lắm các bạn, bà làm như vậy nè, bà đi ngoài đường liếc cái, rồi đây tiền tao thấy tiền rồi nha, bà liếc thấy cái bóp của thằng bé này hay lắm, bà làm như thế này như trong một bộ phim hành động nha các bạn. Bà đi ngang qua chỗ thằng bé này mà bà vô tình bà thấy được cái bóp không, bà lùa cái người xuống, bà lùa xuống một cái, bà lấy tay bà vớ lấy cái bóp lấy xong cái hay lắm. Lúc đó thì có một cái áo khoác, vừa mình cầm áo khoác rồi đó, bà đem thêm một cái áo khoác như thế này. Bà này phải gọi là bà có mới tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên xuất sắc ra, bà cầm cái áo bà giả vờ lùa xuống cái ghế kế bên, xong bà lấy cái bóp lên xong bà bỏ vô trong cái bà cái túi xách của bà. Thế là bà cầm bà đi tiếp, mà bà đi một cách rất là bình thường tự nhiên luôn các bạn, mà như là không có chuyện gì xảy ra. Nếu các bạn mà cái người bạn là cái người mà mất bóp hôm bữa đó thì các bạn cũng chẳng biết là cái bà này bà lấy bóp của các bạn đâu, mình cũng hết hồn luôn, mình không ngờ là trời ơi bà này mà lại kỹ thuật ghê gớm như vậy luôn các bạn nha. Xong rồi ba người mới hết hồn luôn, cái ngay cả ông mày ông cũng thấy là trời đất ơi cái bà này kiểu như là mất mặt quốc gia đất nước của tôi quá, kiểu như là mất mặt Hàn Quốc quá vậy, cũng phải đi ăn cắp. Mà trong khi cái bóp đó thì mình hỏi thằng bé là trong đó có bao nhiêu, thì thằng bé đó nó kêu là khoảng 50.000 won là khoảng 1 triệu Việt Nam, với giấy tờ này lọ chai thì nói chung mất 1 triệu, cho nó mất cái tội ngu đi, cái tội là ham điện thoại quá thì không có chịu quan tâm mấy cái đồ vật của mình. Thế là nhưng vậy chưa, vậy như vậy chưa phải xong nha các bạn nha. Cái vấn đề của bà này là bà này đã bị cái CCTV ghi lại hình ảnh của bà đã lúc ăn cắp rồi, cho nên là cái ông chú bảo vệ này, ông chú ông mới kêu là bây giờ chờ chú chút xíu, chú gọi công an ra. Alo alo, công an hả? Lên đây liền. Công an Hàn Quốc ghê lắm nhé các bạn, gọi một cái xong rồi 5 phút sau một hai người bước tới, hai người thôi chứ phải nguyên đoàn tại vì không phải quýnh nhau đánh lộn gì đó. Hai người bước tới thì hai người này mới vô, cùng một người thì cùng xét camera lại với chú kia, và một người thì kêu mình là ghi một cái tờ đơn trình báo công an, giống như là hiện cái miêu tả trường hợp nó như thế nào rồi nói cụ thể ra cho mấy chú đó nghe. Rồi xong rồi trong đó có nhiều mục như là có muốn kiện cái người này hay là muốn người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không, thì chú đó không cần hỏi mình có muốn hay không, chú đó ghi là muốn đi, kiểu như là người Hàn Quốc người ta như vậy đó các bạn. Khi mà thấy pháp vi phạm là người ta bắt phải đem ra trước luật pháp liền, chứ không như Việt Nam mình bị mất chiếc xe lần trước ở Việt Nam mình ra ngoài đồn công an, ông đồn kêu rồi giấy này viết đi con, viết xong kêu rồi mày về đi, xong rồi kiểu như là viết cho có thôi chứ kiếm xe là không kiếm được rồi đó con ơi, y chang như vậy đó các bạn. Thì chú này chú viết xong tờ giấy đó rồi chú kêu rồi ghi số điện thoại lại này nọ, rồi chú có gì chú gọi lại. Thì quả thật là chú có gọi lại, chú nói này nó nọ, chú hỏi thêm thông tin đồ lọ chai, thì nói chung là người ta làm việc rất là nhiệt tình và người ta hết lòng để mà kiếm cái kẻ mà đã làm ra cái vụ án đó các bạn, chứ không như Việt Nam mình là mình viết tờ giấy đó xong mà cái tờ giấy mình mất xe đó các bạn, viết xong một cái là qua ngày sau rồi mấy năm sau tới năm nay là chọn hơn 1 năm mình mất chiếc xe rồi mà cũng không có thấy tin tức hồi âm gì hết đấy. Thì nói về cái vấn đề giấy tờ đó thôi, còn cái chú kia chú ngồi chú mới xét tiếp cái camera. Thì thường á nếu mà các bạn bị camera phát hiện nha các bạn, thì người ta có một cách mà để xét rất là hay, đó chính là người ta sẽ đi theo dõi, người ta sẽ mở toàn bộ cái camera đi theo dõi cái người mà đã ăn cắp đồ của các bạn đấy. Người ta coi là cái người này đi ra cái chỗ nào mà giống như là để ăn uống hoặc là để mua hàng hay mua đồ mua vé xe tàu rồi này nọ đấy,
bà này bà có dùng cái thẻ tín dụng hay không. Nếu mà có xài ấy thì người ta sẽ kiểm tra xem là bà này xài thẻ tín dụng ở đâu, và người ta sẽ dùng thông tin của cái ngân hàng đó, người ta sẽ kiếm được ngay cái bà đó ngay lập tức. Rất là hay các bạn, nghe mình nghe người ta giải thích xong mình kiểu trời ơi, kiểu như là magic, như là phép thuật vậy đó các bạn. Nhưng mà cuối cùng á thì các bạn biết là kiếm được người phụ nữ đó không? Các bạn đoán xem là có kiếm được người phụ nữ đó không? Rất tiếc là không. Không, bởi vì sao? Bởi vì cái bà này rất là lạ các bạn. Bà này rất là hay và ảo diệu. Bà này tới cái bến xe không phải để bà đi mua đồ hay là bà đi đi đâu hết á, mà bà tới đây không biết cái mục đích của bà để làm gì hết á. Bà không mua vé xe, bà cứ đi lòng vòng quanh cái bến xe buýt đó thôi, và bà lấy cái ví của thằng này. Như vậy thì các bạn có thể suy nghĩ được ra là cái bà này, cái nghề chính của bà là gì. Thì mình cũng không có muốn nói trực tiếp ở đâu, nếu các bạn muốn nói thì các bạn đoán ở phía dưới đi. Đấy, thì cái câu chuyện là như vậy đấy. Thì cái thằng bé này sau khi mà nó báo như vậy xong ấy, thì ông cái nhà mấy chú ở bến xe, mấy chú văn phòng ấy, mấy chú mới kêu là ờ thôi bây giờ chú cho con mượn 30.000 won là khoảng 600.000 Việt Nam nè, xài đỡ đi rồi có gì trả lại. Mà ông này cũng ngộ lắm, ông nói như vậy mà kiểu như là bây giờ mình biết tụi tôi sẽ trả lại sao, đỡ tụi tôi cầm tiền tụi tôi đi luôn sao hả chú. Nhưng mà ông này ông cũng thấy là kiểu như là nhìn cái đám này tổ nhìn bừng bừng dơ dơ, nên là thôi có gì cái tiền này sợ là mình mất, vừa mới mất bóp xong cho nên là không có tiền để đi lại, cho nên là có gì lấy tiền này xài đi rồi có gì trả lại mấy chú sau. Thì người bên hàng kiểu như vậy đó các bạn, sẽ có rất là nhiều người nhiệt tình với các bạn, đặc biệt là những người mà hành pháp hay những người mà làm bên công an ngoài này nọ, người ta rất là nhiệt tình. Thế nên đó là cái vlog ngày hôm nay mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu các bạn qua Hàn Quốc ấy, thì các bạn nên biết là sẽ gặp được, các bạn có thể gặp được rất nhiều trường hợp xấu, nhưng mà các bạn nên trình báo lên công an hoặc lên những văn phòng hoặc là nhờ thầy cô giúp các bạn, chứ các bạn đừng có mà kiểu như là ờ thôi nó bị như vậy rồi, kiểu như mình tôi sống ở Việt Nam tôi quen với mấy trường hợp mà người ta ăn cắp ăn trộm hay người ta quýnh lộn tôi quen rồi, nên không có sao đâu, tôi không cần báo cũng không có sao. Thì mình khuyên các bạn nên hãy báo hoặc là chia sẻ tâm sự với thầy cô, bởi vì những người đó thì người ta có thể giúp bạn đấy, nhớ nha. Và vlog ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây, và mình sau này mình sẽ có rất rất là nhiều cái câu chuyện mà kể cho các bạn nghe nhiều hơn, cho nên là hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi mình nhé. Bye bye các bạn.